để uống trà, tình ca để hát, fan là để yêu. Đố fan biết hôm nay sẽ là chủ đề gì đấy? Không để các thiên thần của tôi đợi lâu nữa, cùng vào việc thôi nào. Câu 1, ai là thành viên mới hơn của Gãy TV? Trai Phi Long thì góp mặt từ lâu rồi, người mới ở đây là anh Phan Anh Nha, gương mặt vàng trong làng Tấu Hè đấy. Trưởng của thuyền Phan Anh Thanh Tuyền này nào. Tôi là tôi thấy đẹp đôi lắm rồi đấy. Em là cô gái đẹp, phải nói với em bằng những lời hay ho. Được ngồi cùng em khiến anh cảm thấy mình cũng rất phi và này nọ. Em đang thơm như này bằng nụ cười thật duyên, cho anh cảm giác này em là người đầu tiên. Ngồi đây uống ly whisky này nhưng lại say em là chính. Anh nói thật đây không dám đùa đâu, em đừng nghĩ đó là thính. Cô ba, chị nào mới là diễn viên của Gãy School? Nhọt sang trầm trọt nha. Chị Tuyền đóng ở Gãy School, còn chị Tuyến thuộc team Gãy Media. Tôi là tôi cũng hay nhầm lắm á. Giờ tôi lại gian tham tình yêu thì yên bác. Ngày xanh cùng mấy tung tay tự mình bên phim đàn. Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khát. Tình yêu này đến lúc lúc thấy anh sao vượt qua. Nụ cười tỏa hương nắng, tình mình và mây trắng. Nghe như đầm yêu tôi ôm thương tình yêu đến rồi. Cơ 4, đố bạn đây là thành viên nào của Gãy TV? Có ai biết chị Minh Thư không nhỉ? Fan cứng của Gãy TV mới biết được nha. Qua video này cũng lọc được khá lượng fan rồi đấy. Câu 5, thế còn đây là ai nhỉ? Mới của Gãy TV tên là Mika này nào. U là trời, xinh xuất sắc luôn. 100 điểm cho nhan sắc này nha. Câu 6, chị Mika bằng tuổi ai trong Gãy TV? Vì chị Mika kém chị Nhung 1 tuổi mà lại hơn chị Thảo 1 tuổi lận đó. Nghĩa là chị ấy sinh năm 2000 con rồng nè. Có khi anh từ bán đi là vì em không về nhà. Naruto và cô Sasuke Tamin. Từ ngày em ra đi anh bị Rasengan bắt tin. Phòng trên con Amatera Suzuki anh nhớ. Bật chế độ vodka. Câu 7, ai biết chị Mika có tên thật là gì không? Chị ấy tên là Trần Diễm My nha. Dự là sắp tới group fan của Diễm My sẽ đông đảo lắm đây. Câu 8, thế còn đây là ai?
lại một hot girl nữa. Chị ấy có tên là Phan Ngọc Anh. Thực ra thì cũng không mới lắm, nhưng mới hơn những thành viên đã cũ rồi á. Giờ tôi lại lang thang, tình yêu thì nghiêng mang. Ngày xanh cùng mây tung tăng tự mình bên phiên đài. Nhìn em mình ngỡ ngàng, lòng anh chợt hơi khác. Tình yêu này đến lúc lúc thấy anh sao vượt qua. Nụ cười tỏa hương lan, tình mình vẫn thấy trăng. Ngày như đầm yêu tôi ôi thương tình yêu đến rồi. Chẳng ai về thăm. Câu 9, vậy đồ các fan cứng, ai là người lớn tuổi hơn? Lêu lêu, lại bị chị Kính lừa nữa rồi. Cả hai chị ấy bằng tuổi nhau, đều sinh năm 2002 nha. Câu 10, thế đây là hot boy nào vậy anh em? Anh Phương Anh rồi, anh ấy đã comeback sau 2 năm rồi nè. Mong rằng chàng trai này sẽ ra thật nhiều tiểu phẩm cho fan cày nhá. Câu 1, bạn có biết anh ấy đi đâu 2 năm vừa rồi không? Đi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm đấy, chắc chắn là trưởng thành hơn nhiều rồi. Chào mừng anh quay lại trường đua của Gãy TV nha. Quê hương gọi anh nơi chiến trường, anh bước chân đi mang trên vai màu áo. Hai năm anh nhập ngũ, em có chờ anh không? Hai năm anh phải sống trong nỗi nhớ thương em từng đêm. Chỉ mong em bình yên sống vui bên cuộc đời. Đợi chờ anh sẽ trở về sớm thôi. Câu 12, ở Gãy TV có mấy thành viên tên là Phương Anh? Chị Phương Anh, hai là anh Phương Anh nè. Còn ai nữa thì sau này có thêm thì sẽ rõ nha. Nhưng hiện tại thì có hai thành viên tên là Phương Anh đó. Chị Phương Anh bằng tuổi chị Nhung nè, là sinh năm 1999 đấy. Cơ mà chị Nhung một chồng hai con rồi, chị Phương Anh vẫn chưa gì sất nhỉ. Câu 14, chị Phương Anh là người yêu cũ của ai? Cũ của anh Mạnh Hùng đấy, cơ mà đẹp đôi 100 điểm luôn nha. Fan chỉ mong gương này lành nhanh thôi ạ. Yêu không rời, yêu thương không rời. Năm nay chúng ta từng nghiến hứa bên nhau, em nhớ mà. Đời sau này hòa đồng một chút bên mùng nhìn xa xa. Thời nay chúng ta đành đánh đỡ qua nhau như phim đàn. Người yêu giấc mơ này, nhưng nhớ thì mà. Câu 15, bạn là fan của thành viên mới nào? Comment xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Hết thời gian ngắm trai xinh gái đẹp rồi. Giờ thì like và đăng ký kênh thôi nào. Bye bye.